Hello cả nhà nha, đã quay lại video của mình. Thì chiều nay mát trời, mình dọn hai cái dèo lưới này nha mọi người. Cái bữa cái ao này mình nới rộng ra mình nuôi cá nữa nha cả nhà. Làm xe cuốc vô á, mình đào ra khoảng tới cái cây ngã bên kia, nới cái mương cho rộng ra sâu xuống. Mình lấy đất mình lấp vô mương sát trong nhà để lỡ lu nước á cả nhà. Mời cả nhà cùng dọn hai cái dèo lưới này với mình nha. Do có một mình để máy quay trên bờ, rồi mình lội xuống mình bắt được con nào thì mình dơ lên cho cả nhà xem nha cả nhà. Trong đó hiện giờ chắc cũng còn được vài con ếch với một số cá lau kiến nha cả nhà. Rồi không biết còn cá gì trống nữa không nữa. Rồi cả nhà cùng dọn dèo với mình nha. Cái này là để cho ếch nó nằm lên đây nè mọi người. Hôm trước mình nuôi ếch trong này nè, để gãi thức ăn cho ếch nó lên nó ăn. Lau kiến nè mọi người. Lúc hôm hổm á mình mua mà nó còn nhỏ quá, rồi mình để vô dèo này mình rộng. Hôm nay nó được bể lớn rồi nè mọi người, mình bỏ luôn, rộng lên một cái này cá lau kiến nè mọi người. hai tay bắt ba con luôn. Đó, đừng cá luôn, bốn con cá. Hôm hổm á mình thả nó khoảng nhỏ hơn con này, bây giờ nó bự bự như vậy hết rồi cả nhà. Hôm mình thả bự hơn cây mì một chút thôi, thấy nhỏ quá mình rộng rồi nha mọi người ơi. Giờ tới mình có hai con cá tây tượng mình rộng đây ếch nha mọi người. Bốn con ếch, con này thì hơi bé, hai con này ba con này to, thì nó lại thôi. Hết ếch nè mọi người ơi, còn có con nè, còn có 5 con ếch à. Con này vàng nghính luôn. Con vác cái này lên vài bữa, vác cái ao này luôn ơi. Dạ chưa, con còn bị Covid này chưa biết nữa. Một cá nè mọi người. Giờ mình thả cái ao cái lại nha mọi người. Hỏi mình thả cho nó ăn thức ăn ở trong dèo này nè. Bây giờ mình vét cái dèo rồi mình thả lại mương cho nó quá bự. Máy giờ đâu rồi? Máy giờ nằm trong nhà nó không ơi. Nhà nó đâu? Nhà nó ở Kinh Nổi á. Con chà bá luôn. Hả? Rồi mốt con gửi bên mương viện 2. Được nhiêu đây nè cả nhà. Cá sặc thì ít mà ốc thì nhiều nha cả nhà. Ốc nó nằm trong dèo ăn thức ăn mập không. Giờ cho cả nhà xem mấy con ếch nãy giờ mình bắt nè. Sợ nó nhảy quá. Cá sặc ú. Con cà rô nữa nè cả nhà, bành kia. Mới dở ra nhảy hết con ếch rồi cả nhà ơi. Được một xô cá lau kiến. 5 con ếch mà nó nhảy ra hết con xuống mương cho lại rồi. Còn số cá lau kiến thì mình đem vô mình rộng nữa thôi. Cái lau kiến bự bự mình không? Có dở cái dèo á mọi người, hai cái dèo ở dưới mương mình nói với mọi người đó. Thì bây giờ mình cũng được một mớ cá lau kiến nè. Bây giờ mình chế biến nó đây mọi người ơi. Chắc mình mần để hầm sả nha mọi người. Mời mọi người làm hầm sả với mình nha. Thì, con cá lau kiến này gai dữ lắm nha mọi người. Thì mình trước khi mần mình dùng cái này nè để bị chạy tay cho nè mọi người. Giờ mời mọi người mần con cá lau kiến này với mình nha. Mình thử nó thôi. Đây, mời mọi người cũng làm với mình nha. Yeah. Cá em cũng đã mần xong rồi nha cả nhà. Đây, em quấn sả để đây, chuẩn bị một số sả với củ hành. Ở đây đồ niêm, bột ngọt, hạt niêm với muối nha cả nhà. Củ hành với gốc sả với đồ niêm vô luôn. Và mình nhóm lửa lên nghe cả nhà.
vậy thôi. Mình nêm đơn giản cả nhà, bột ngọt, muối với hạt nêm à, mấy cái gốc xả với hai ba cái củ hành nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đây, chờ đợi khoảng 15 phút thôi cả nhà ơi. Trong khi chờ đợi mình qua mình lặt lá mai mọi người. Thì hôm nay tình trạng sức khỏe của em cũng ổn rồi. Mùi bọng em cũng nghe mùi hết nè. Cho cả nhà tham quan cái mai à, nụ nhóc trơn nè cả nhà. Đó, cái này là nữa là nó chỗ bông nè cả nhà. Nụ của nó nè. Đó, em lặt được một số lá rồi. Cũng còn một ít à. Nguyên cái vườn mai ở trước nhà. Hôm nay em cũng lặt hết rồi. Bên đây một cây nữa mà nắng quá cả nhà. Em chưa có lặt kịp nữa. Mình cho cả nhà xem vườn mai của em ở đằng trước. Nói vườn cũng không phải, cũng có khoảng vài cây rồi cả nhà. Ba bốn cây bự với một số cây con à. Chứ cũng không phải vườn. Nè cả nhà, không ngờ em lặt nguyên một cái cây to với cái chục mười mấy cây nhỏ ở đây. Cây cao như nè cả nhà. Cây này thì nụ tương đối to mà nhiều nữa cả nhà. Cây này nhiều nụ lắm. Cái nhà xem nè, cái nhánh bên lớn vậy thôi mà nụ cái nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quá chừng nụ luôn rồi cả nhà. Đó, dài dài ra bên đây. Cây này thì nó nhỏ. Bên đây thì mình có hai cái mai tứ quý nữa. Đây, bên đây có một cây cũng to mà cao. Ở trên đó cao quá mình không có quằn lặt được ở dưới này. Còn cái cây này thì nụ dữ luôn á cả nhà. Quá chừng nụ luôn á. Cái này nó sắp nở rồi nè cả nhà. Nó to dữ rồi. Cây này nói chung cũng cả chục mười mấy năm hết cả nhà. Nhưng mình không có biết uống á, không có chăm sóc. Cho nên nó không có được đẹp cho mấy. Quá chừng bông luôn á cả nhà. Nụ nhiều luôn á. Thì vài bữa nữa nó nở á, mình sẽ review cho cả nhà xem nha. Cái bụi mía là tốt ghê không? Rồi mình trở ra coi cái nồi cá cả nhà ơi. Wow, nó sôi dữ ghê cả nhà ơi. Nhưng mà chắc chưa chín đâu, mình đợi một lát nữa. Wow, sôi quá chừng sôi. Đẩy nắp lại chờ đợi nó thôi. Chứ hồi nãy giờ lâu rồi cả nhà ơi. Giờ mình dở ra chín rồi cả nhà ơi. Ây dù, nó bong da ra hết rồi. Đây nè. Wow, nứt da ra hết là nó chín rồi cả nhà. Giờ mình gấp ra mình dùng thôi. Đó, thành quả sau 20 phút làm việc mệt nhọc của mình nấu nướng. Mận là trừ ra là nửa tiếng đồng hồ nha cả nhà. Đây, sản phẩm này khói lên bốc khói đây. Luộc xả của mình cũng đã chín rồi nha cả nhà. Mời cả nhà dùng chung với mình nha. Dùng chắc này nó còn nóng nè cả nhà. Mới gấp ra, còn nóng ngon. Wow, thịt quá chừng thịt cả nhà. Con cá này đặc biệt nó chỉ có một cái đường xương sống chính giữa nha cả nhà. Chỉ hai bên phần bên đây có xương thôi. Còn như là vảy của nó. Vảy của nó như vảy cá sấu vậy cả nhà. Wow, thịt đây nè. Trắng tươi luôn cả nhà. Mời cả nhà dùng với mình nha. Nè, mình mới chặt được đôi đũa tre á cả nhà. Do mình ở ngoài vườn, không có lấy đũa ra. Wow, thịt nè. Mình chấm với tiêu ớt rồi mình nặn chanh vô nghe cả nhà. Mời cả nhà dùng. Bỏ đũa luôn cả nhà. Cá này ngọt tuyệt vời luôn cả nhà. Chấm một cái. Quá sáng ngọt luôn cả nhà ơi. Con cá này nếu bự bự một chút nữa mình nướng á ngọt mình giữ nữa cả nhà, tại vì mình nướng á giữ được độ ngọt.
này hồi đó thấy sợ lắm cả nhà, không dám ăn đâu. Mà có người ăn á, khen ngọt, rồi từ từ ai cũng bắt ăn hết. Mà công nhận là nó ngọt thiệt. Nó chỉ có một đường xương sống chính giữa, chứ hai bên cái bụng của nó cả nhà. Quá trời ngọt không? Múc cái tay vẫn còn ngọt đó cả nhà. Mình bệnh á, không uống bia được, không... mà cả nhà dùng với mình lon coca nha. Quá đã luôn cả nhà. Mình cá tiếp rồi. Mình quấn xả như này cả nhà, thơm mùi xả. Cá này giống y gan cá sấu vậy cả nhà. Nhưng mà nó thịt nó ngọt quá. Ta kêu bằng, có người kêu cá lau kiến, có người kêu cá chùi kiến nha cả nhà. Rồi có người kêu cá ba gà. Nó đủ thứ tên hết. Còn mình kêu nó con cá sấu. Con cá gì mà gai góc không à. Mà thịt nó lại ngọt nữa. Có cái phần đen đen mình bỏ vậy cả nhà. Do mình mần hồi nãy đau tay quá, mình không có gỡ được. Giờ chính mình gỡ nó. Gỡ xong thì còn nguyên một con trắng tươi vậy nè cả nhà. Chấm với muối ớt chanh nè. Mà cả nhà dùng với mình. Ngọt quá ngọt luôn cả nhà. Ngọt ta nói ngang ngửa với thịt gà luôn á. Bữa nay là mình nghe mùi thơm rồi trở lại hoàn toàn luôn đó cả nhà. Trong người khỏe, giống như là mình chắc hết bệnh luôn á cả nhà. Trong cho huyện lên Tết á, đặng mình được đi làm trở lại kiếm tiền xài Tết đó cả nhà. Hồi tháng 7 tới nay, tháng 7 cái bị chỉ thị 16 mình không đi làm được. Mình ở nhà tháng 7, tháng 8. Rồi tháng 9 cha mình đi viện. Rồi tháng 9 đi viện xong rồi cha mình về. Về xong cái tới cuối tháng 9 cái vợ mình sanh. Lại đi bệnh viện nuôi đẻ. Về quay qua quay lại được một tháng mấy. Cha mình chuyển nặng rồi cha mình mất luôn. Rồi đi làm lại được mới tháng à. Rồi mình test á bị dương tính chứ SARS-CoV-2 luôn cả nhà. Ở nhà nửa tháng luôn. Rồi chờ quyết định của huyện lên nó test mình hết mình mới đi làm lại. Chứ năm nay mình không có làm nhiều chân cả nhà. Mình nhớ năm đầu à. Cá ngọt quá, sáng ngọt luôn cả nhà. Video mình cũng dài à. Cả nhà nếu xem yêu thích mình nhớ cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ mình nha cả nhà. Còn giờ thì mình kết thúc video đây. Hẹn cả nhà trong video sau. Bye bye.